Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng unbox và tìm hiểu cách sử dụng cơ bản chiếc DJI OM5. Mở hộp sản phẩm và lấy OM5 cùng những phụ kiện đi kèm của nó ra. Mở phần thân gimbal. Gắn kẹp phim 5 châm vào chính giữa điện thoại của bạn và đính phần kẹp đó với vùng 5 châm trên gimbal. Nhấn và giữ nút M trong khoảng 2 giây rồi thả ra khi bạn nghe thấy tiếng pip. Đèn trạng thái sẽ chuyển sang màu vàng. Điều này có nghĩa là OM5 đã được bật lên. Hãy đảm bảo rằng bạn có kết nối Internet ổn định và bật chức năng Bluetooth trên điện thoại. Mở ứng dụng DJI Mimo, nhấp vào biểu tượng máy ảnh ở góc trên bên trái và chọn DJI OM5 để kết nối gimbal qua Bluetooth. Nhấp vào Authorize trên thông báo kích hoạt và bạn sẽ vào màn hình Camera View. Nhấn nút xoay chiều ở phía trước một lần để đổi giữa camera trước và sau. Nhấn nút đó 2 lần để đổi giữa chế độ chân dung và phong cảnh. Đẩy thanh trượt zoom lên hoặc xuống để phóng to hoặc thu nhỏ. Nhấn nút shutter một lần để bắt đầu quay hoặc chụp. Giữ lâu nút shutter để chụp liên tiếp. Khi ứng dụng đang hiển thị màn hình camera live, nhấn nút M một lần để đổi giữa chế độ chụp ảnh và quay phim. Nhấn nút M 2 lần để vào chế độ standby. Sau đó, bạn có thể nhấn một nút bất kỳ để thoát khỏi chế độ standby và căn lại gimbal. Nhấn nút M 4 lần để đổi giữa chế độ thường và chế độ FPV. Phần joystick được dùng để điều khiển hướng của gimbal. Bạn cũng có thể cho gimbal dài ra bằng cách kéo thanh tích hợp bên trong và điều chỉnh chụp một cách thủ công tới bất kỳ góc nào giữa 0 và 90 độ. Hiện gimbal chưa hỗ trợ các góc xoay ra đằng sau. Nhấn nút trigger một lần để bật chế độ follow. Nhấn nút trigger 2 lần để căn lại gimbal. Nhấn và giữ nút trigger để vào chế độ lock. Nhấn nút trigger một lần và sau đó nhấn giữ để vào chế độ spot. Trên màn hình là tóm tắt các chức năng kèm cách sử dụng của các nút trên OM5. Khi bạn đã dùng xong, hãy tắt nguồn gimbal, thu thanh mở rộng lại, tháo smartphone và kẹp 5 châm ra, cất chúng vào túi đi kèm để bảo quản. Xoay gimbal và gập nó lại. Xoay 180 độ cho đến khi biểu tượng khóa thẳng hàng với dấu chấm. Cảm ơn các bạn đã xem video.